đừng có nhìn vô đây, đừng có nhìn vô đây, ở vòng vòng ngoài đừng có nhìn vô đây. Đem tôi đi camping nha các bạn, trời ơi, nghệ thuật giấu xe là ánh trăng lừa dối nha các bạn. Bây giờ là 11 giờ, anh em tôi đi coi thử xe cộ như thế nào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với CM Vlog. Thì đây là một cái chuyến đi camping Sài Gòn, Đèo Khánh Lê. Thì mình đi Sài Gòn, Đà Lạt, Đèo Khánh Lê, rồi lúc về thì đi dọc đường biển về. Thì nói chung là cái view nó cũng đẹp, mà cái tour này thì không có drama, không có gì khó đó, không có uprush, không có tốc độ cao, nói chung là nó không có cái gì hết á. Chẳng qua là tụi mình đi sớm, rồi trên đường đi thì tụi mình gặp rất là nhiều cái tình huống như một tình huống giao thông bình thường thôi, ví dụ chó mèo hay là người băng ngang đường hay là những cái tình huống mà mình có quay được. Nhưng mà xui một cái là cái mic của cái GoPro nó bị hư, nó là nguyên cái hành trình mình gần như không có âm thanh luôn, không có một cái âm thanh nào hết, âm thanh môi trường cũng không có, âm thanh mình nói cũng không có. Mà để mà ngồi chia sẻ là với các bạn là cái đoạn đó mình gặp cái gì, mình muốn nói với bạn cái gì thì nó lâu, với lại nó cũng không có cái gì quá nhiều, cho nên là mình chỉ cho các bạn xem cái đoạn là tụi mình camping thôi, như một cái dạng là chia sẻ với anh em về cái hành trình vừa rồi. Do nó không có âm thanh, cho nên là với lại cái việc mình xem một cái video, một cái thành phẩm của mình nó không có được chỉnh chu và không được tuyệt đối á, thì mình rất là khó chịu. Cho nên là mình để cho các bạn xem cái đoạn camping này thôi. Chuyến đi này á, thì mình camping tại cái đèo Khánh Lê. Thì dành cho anh em mà có nhu cầu mà camping ở đó thì lời khuyên của mình là không nên camping ở đó. Có rất là nhiều chỗ để các bạn đi, có thể lên Đà Lạt đi camping cũng được, nhưng mà đừng có camping cái chỗ của mình. Tại vì cái chỗ của mình á, thứ nhất là đang lưng chừng cái đèo, cái đoạn cua nó cũng hơi nguy hiểm thứ nhất. Thứ hai là không có cái chỗ gửi xe, không có cái chỗ để xe. Các bạn camping ở dưới suối thác mà đi lên mà mất chiếc xe thì nó mất vui. Với lại camping với cái tâm thế là lúc nào cũng lo sợ thì nó sẽ rất là khó chịu, nó không có chill và không có vui được. Xuống ghé chơi tắm thì ok, mà để camping lại thì không nên. Cho nên là mình cũng không có share cái map. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ với anh em như này: từ Đà Lạt đi qua Nha Trang trên cái đèo Khánh Lê á, thì cái bãi nó sẽ nằm bên trái nha. Còn nếu mà từ Nha Trang đổ vào á, thì chuẩn bị tới địa phận Đà Lạt thì nó cũng nằm bên phải. Có nghĩa là nó cũng dễ tìm lắm, các bạn nhìn phát là biết ngay à. Tại vì trên map á, nó sẽ không có cái điểm, nó không có cái điểm để các bạn biết là nó nằm ở đâu. Mình đi cái mình thấy cái mình tấp vô thôi. Thì đó, dành cho anh em mà có nhu cầu muốn camping ở đó ha. Rồi thì đó là toàn bộ nội dung mà muốn chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bình nữa. Vô. Cà phê phố này mà lẻ là nằm đâu ta? Bây giờ thì bán hộp bán từng bình lẻ chứ nhỉ? Để có mua 15 gói. Thì mình mua một hộp được sao? Đấy là mua một hộp rồi mà một hộp mất 10 người. À thì mình phải mua hai hộp đây anh ạ. Em thì bán hộp phải cho bạn em nhé. Bịch khô 3 ký than, đã đâu bán than đâu nhỉ? Cái gì anh? Than. Than phải là tạp hóa rồi. Không ra bình thường. À, chai nước tương. Nước tương là xì dầu đúng không? Hay là xì dầu nước tương nó khác nhau? Đó giờ mới đi chợ. Một chai tương ớt kinh su. Sốt ướp thịt Hàn Quốc. Cái nào mà liên quan tới nước ngoài thì nó sẽ có gì Trung Quốc của nước ngoài mà. Rồi ok, ra lấy nước ngọt với nước suối nữa là xong. Này luôn à. Ai dạ. Mày có bao bố không ta? Cái bao to rồi họ dồn cho chở đi, chứ bao nhỏ nữa rất. Không, em có bao cái này. 2.397 thôi, anh hai chỉ ngoài. Cái gì chơi? Cứ để lại hết đi rồi ai chở được cái gì chở? Các khoa. Chờ thu. Hết rồi. Chưa, còn nhiều lắm. Này chắc phải 23 quá. Chờ hết cái máy cái gì. Trời tới chuyện. Trời nó mua quá trời phải 2 triệu mấy à. Rồi ai lấy được cái gì thì lấy đi, ai lấy được cái gì thì lấy đi chuyển đi. Cố gắng nhồi nhét càng nhiều càng tốt. Nhưng mà đừng có xài cái quay nha, cái quay nó dễ đứt lắm nha. Nó dùng nướng á. Đâu anh? Được rồi. 2
anh chở thùng nước, nhớ là thằng rác hồi xưa hồi đợt đi thu lây thay nó chở cái thùng nước anh chạm lên cái thủng xả đồ đi nha, xả đồ để hết ngoài đi. Ngoài đừng có nhìn vô đây. Không ai thấy hết, không ai thấy hết. Còn chiếc nào không? Còn chiếc CB thôi đúng không? Ok rồi đấy, xin khai thôi. Hồi đầu á là tính để gọn gọn, gọn xét đi, tính không đủ á. Rồi lấy cái bạc bao lại hết cái đống xe luôn. Thì nó gây chú ý quá. Lấy bạc tao mới thấy á. Nên là để gì người ta không tin. Chạy qua không bao giờ thấy được, không bao giờ thấy cái dàn xe này được. Đây đây. Anh em á mà có đi chơi á thì đem theo cục băng keo hoặc là cọng dây rút. À, mà giấu xe á, để nó an toàn á, thì anh em dán cái càng lại. Cái còi xe á, anh em dán lại. Tại sao vậy? Để mà bị mở xe là nó kêu đi. Như nào là nó kêu? Bật chìa khóa nó kêu. Ở đây mất càng mà. À. Hiểu không? Thì ai mà nổ máy một cái là nghe tiếng càng liền. Là mình tụi mình ở đây, tụi mình tự dưới tụi mình phi lên liền. Một phút 30 giây là tụi mình có mặt. Có khi nào may mở bằng chính nó bóp càng nó không kêu đâu. Không bao giờ. Anh em tôi đi camping nha các bạn. Trời ơi, nghệ thuật giấu xe là ánh trăng lừa dối nha các bạn. Mình tin chắc là sau cái tour này mình giấu ở đó, chắc cái chỗ đó nó cũng không còn là bí mật nữa đâu. Nên anh em lưu ý cân nhắc không làm theo video nha. Xuống trước đây. Đi đâu? Cao quá. Xuống lên đây. Rồi khoan nè, bây giờ á là ai cũng có việc của người đó nha. Bây giờ Hoàng cần ba người đi lấy củi. Ở đâu có củi thì gom, gom càng nhiều càng tốt. Để lấy cái chỗ ăn uống cái đã. Rồi liều mình tính sau, dựng cái liều đá, cái tăng cái kiếm đá. Qua, đi kiếm đá đi qua, gom mấy cục đá to 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 to. Có đá thì mới dựng cái tăng được. Có thở té, có em trên tên rồi, cứu ở đây nè, cứu ở đây nè, cứu ở đây nè. Phải cái chân này nó bị chịu thả, không có đứng được, đứng được. Mày qua nha. Bố thôi. Thành anh em quá em ơi, thành anh em quá. Rồi mình đau xuống dưới kia luôn hả? Xuống luôn. Rồi. Ok. Giữ cái cây cho chắc nha, anh leo xuống á. Em không chắc là nó lủi ở dưới luôn á nha. Má nó mang cái đồ giày này sai lầm. Nó trượt tới công chuyện luôn. Tôi sẽ có cách mà, đừng lo.
đây, ướp đồ ăn. Đem đồ ăn cái kiểu hết xuống đây đi. Đúng rồi đó. Để đi. Này hồi rửa lại nha, rửa lại là bước nha. Nếu mà có xiên thì xiên là rửa ngang hơn. Anh còn có xiên cái này, rửa tảng luôn đi. Cái đó để mình rửa lại. Cái là uống. Trời ơi, rửa nè ông nội ơi. Tối thui có hay không? Nó rửa kìa. Trời ơi. Đó giờ cái đèn. Nè rửa nè, sạch dữ chưa? Rửa luôn. Má xạo kìa không? Rửa hết hả? Nè, tôi chỉ làm mẫu một lần thôi. Tại vì cái cục này có một cục à. Cái này ai ướp ta? Cái hả? Đây là ai ướp mà ngon vậy á? Wow, quá đã. Nó đang ở giữa lưng chừng rừng rồi, đen ở đèo rồi. Sáng mới có cây xăng đổ xăng về. Muốn gì lên đón đi. Nếu mà em về á thì em xác định nha. Em có thể đi đường này về nè, em đi thẳng tiếp luôn. Anh chịu lộ 1A thì nó có cây xăng. Còn ở Đà Lạt thì không có cây xăng đêm đâu. Giờ này nó hết cây xăng không rồi. Tao gỡ mà em ơi, đủ. Nếu mà cái chuyện mà nó quan trọng thì về. Còn chuyện không quan trọng ở lại chơi mai về. Dăm ba cái đồ yêu này. Bước quá qua quên tụi Hoàng ơi. Có gì đâu, Hoàng ló. Có đâu, có đâu. Có đâu được ngày, đủ quá lớn được ngày. Má cho mình luôn qua đi tiệm đi chết mình. Anh cưới vợ thì cũng quá qua bên anh đã đi. Ê đừng có nói gì nha, suối nha. Cho mình luôn qua tới đứng cửa. Ủa anh đi chơi, rủ đi đi chơi đi nha, không có suối gì đâu nha. Chờ các bạn, bây giờ mới ra ăn miếng đầu tiên nè. Bây giờ em ăn miếng rồi, quay rồi. Nhất nát. Chạy chạy chạy. Chạy 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 chạy. Làm việc đi. Lắng anh. Điều đồ ăn quá. Trời đánh cái bữa ăn mà cũng cháy nữa. Ok, ăn nha. Để coi review cho các bạn cái nước ướp lần này. Lần này là tụi mình ướp chay luôn. Có thể là không có gia vị gì đó. Mua mình ướp ướp vô xong rồi được 15 phút đem ra nướng luôn. Để coi như thế nào nha. Cây lên 80 cây nữa. Ngon quá. Ngon, ngon. Cái ướp được này ngon. Ướp Hàn Quốc. Giờ bắt đầu tên mua cái bịch ướp Hàn Quốc. Nha. Cái bịch này nè, ướp ngon nè, ngon hơn mấy cái bịch trước mình ướp nhiều. Anh em mua bịch này nha, mốt tôi đi tôi mua bịch này. Với lại ớt bột. Trộn chung với ớt bột. Quậy 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 lên, đem vô quốc miền liền luôn. Ngon. Cháy cháy cháy. Cháy cháy cháy. Đâu rồi, kia gấp rồi, kia gấp rồi. Ôi. Gì vậy? Cháy luôn mà, mất cái gì vậy? Rồi. Lượng vô lượng ra mất đôi dép rồi. Còn tải nha. Anh còn tải nha thằng bếp ơi. Thằng bếp. Còn tải nha. Tắt đèn đi. Tải ăn ngon. Tắt đèn đi, không tải đâu. Tắt đèn là không tải. Tắt đèn ở chính nè. Che nút là được rồi, tắt đèn là chính nè. Tắt đèn ở chính nè. Tắt đèn đi. Che ở chính chưa trời? Không. Trời á. Tải ơi. Tải đỏ hơn rồi dậu anh đi. Review ẩm thực cái thanh này á, từ cái khúc này trở lên nè đã chín, từ cái khúc này trở xuống nè đã chín cái lớp bên ngoài, cỏ trong này ở trong này nó còn thịt nó vẫn có màu hồng mà nó dai đồ cắn mà muốn gãy răng luôn. Lần đầu tiên ăn tái heo đó, giờ anh thấy bò mà lần đầu tiên ăn tái heo. Lần sau mình đến chơi hải sản nha. Bình thường mình đi tour á, mình không có ăn trái cây. Tối á, ăn nhiều phở á, rất phụ rất là có. Mà mình rất ăn rau. Cho nên là mấy tour sau á, sẽ mua thêm trái cây. Dưa hấu hoặc là táo, hoặc là thơm, khóm gì đó tùy. Rồi sẽ có trái cây, để cho nó dễ ngủ, dễ tiêu hóa hơn ha.
vô. Bây giờ là 11 giờ. Anh em tôi đi coi thử xe cộ như thế nào. Đi ra khỏi cái bếp lửa đó luôn, nó lạnh quá. Hơi ướt xíu rồi, sườn xuống hơi ướt xíu. Yo, hello, hello. Vẫn là phân phối độc quyền năng lượng tích cực vào ly cà phê buổi sáng ở bãi Cam Bình. Nước rút rồi. Không còn gì tuyệt vời hơn. May á là ở cái vùng này á nó chưa đủ cao để nó lạnh. 10 giờ tối mình chết là 18 độ và nó cũng chưa đủ cao để nó dày sương mù, cho nên là tụi mình vẫn có cái view rất là chill, rất là tuyệt vời. Hôm qua nước rất là cao, nay bắt đầu rút xuống, nước chảy ít lại. Nơi này có thể tắm hả? Tắm ở cái lợm đó, cái lợm nó cũng sâu, qua nước lên tới đây luôn rồi. Ở đây nè, à, dưới kia cao lắm, nói chung qua nước cao lắm. Bạn thấy xe chạy vù 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 không? Chạy vù 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 luôn mà không có thấy được cái chỗ này. Phải là siêu để ý luôn thì mới thấy, mà không để ý là không bao giờ thấy được cái chỗ này. Chút nữa đang sạc pin cái điện thoại quay flycam cho các bạn xem cái khu này. Nói chung là nó không quá đẹp đâu, không có quá wow, nhưng mà lưng chừng một cái đèo có một cái thác xuống cũng rất là chiêu. Buổi sáng nha các bạn, nhưng mà ốp la lần này thì mình sẽ không có chiên bằng dầu, mình sẽ chiên bằng bơ thử. Tại vì thấy mấy khứa Mỹ hay làm vậy nên là bắt chước. Mình nấu ăn rất là dở nên là bạn đừng có cười, đừng có mong chờ một cái gì. Sự điệu nghệ của mình, mình rất là dụng về trong cái này. Là quét bơ bỏ ở đây, xong rồi nó sôi lên, đập trứng bỏ vô, rồi bỏ giá vô. Ok.
Ơi mẹ nó. Trời ơi. Lấy ra cái đũa ơi. Mẹ ơi. Rồi lặp lại, nãy nó cháy rồi. Ghê. Sao vậy em? Sao té vậy? Đầu tiên á là chúng ta sẽ áp chảo. À, áp chảo mấy cái ổ bánh mì này. Nó hơi dẹp xíu nhưng mà cũng ăn được. Sao? Nó nóng. Nóng mà chờ xíu đi. Thơm chưa? Thơm chưa? Hợp lý chưa? Ok chưa? Rồi tiếp theo là xoay miếng bơ nữa. Béo ngậy luôn. Thơm. Thơm lắm các bạn. Bơ á, nếu bằng bơ nó thơm lắm. Đứt mũi nguyên nhóm này luôn. Thơm anh em. Thơm mà anh mẹ thơm mà đi ăn mì gói. Chị ta thơm dữ chưa? Đây đây đây. Hội đồng thường trực. Gì vậy bạn? Gì vậy em? Gì vậy em? Không phải của em ơi. Ủa nó mày không hả? Ủa nó mày. Đừng có làm vậy. Nó anh hả? Để em làm. Đừng có làm thế. Rồi gấp bỏ ra đây. Đó. Chưa. Đã xong đâu. Chúng ta cần ít giá cho có rau và mũ sáng sớm. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng một miếng mì khác, chúng ta ụp nó lên. Vậy là xong một buổi sáng đạm bạc made in hoàng đẹp trai. Rồi xong rồi đó, cảm ơn các bạn đã ăn thử rồi ngon nha. Ok vô. Mấy chết mẹ rồi, tụi nó chửi tụi. Rồi, chúc anh em. Mềm. Chửi nhai. Đậm bị bò. Chấm với trứng à. Để coi trứng nướng bò với trứng dầu khác nhau gì. Trứng mà chi đi bơ á, không có rất là nhiều luôn. Các bạn có đánh giá nè, không mà nhai á, nó cực đã lắm. Đúng rồi. Mới được tôi nữa là ẩm này nha. Không còn lỗi nữa, không hết. Chạy. Nó mất đi luôn rồi.